Việt Anh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Dựa trên những nền tảng vững chắc đã có được từ xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện nâng cao thu nhập, xây dựng ấp thôn thông minh, đạt yêu cầu thông tin và truyền thông, từ đó hướng tới giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024 này. Và để hiểu rõ về những nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Bình Minh trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Xã Bình Minh thành công xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Đó chính là bước đệm đầu tiên để xã tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian qua luôn quyết tâm giữ vững đạt 19 trên 19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến với xã Bình Minh có thể thấy rõ những thay đổi rõ rệt, tích cực của địa phương. Từ một xã vùng ven của thành phố Tây Ninh, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Xã Bình Minh đã vươn lên phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của người dân được quan tâm, nâng cao. Hiện tại xã Bình Minh không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hơn 77 triệu đồng một năm. 82 trên 82 tuyến đường xã, đường liên ấp, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%. Các tuyến đường thường xuyên được kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, đảm bảo không lầy lội, không đọng nước khi trời mưa và đảm bảo an toàn giao thông. Hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ trên 3 tuyến đường xã. Các tuyến đường có đèn thắp sáng, trồng hoa hợp cảnh quan, đáp ứng yêu cầu sáng, xanh, sạch, đẹp. 11 trên 11 tuyến đường nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa. 4 trên 4 trường học trên địa bàn xã Bình Minh đều đạt chuẩn quốc gia. 100% nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, toàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xã Bình Minh cũng quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Công an xã Bình Minh thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các nội dung vi phạm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Theo đó, tình hình các loại tội phạm giảm đi rõ nét. Để nhằm thực hiện cái tiêu chí 19.2 trong cái bộ nông thôn mới tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ, thì đối với trong 6 tháng trong năm 2024 nhằm để duy trì cái xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thì công an xã Bình Minh là từ đầu năm đã là triển khai các văn bản và tham mưu của ban chỉ đạo xã để là thực hiện các tiêu chí, trong đó là 19, quan trọng nhất là cái tiêu chí 19.2 để thực hiện và củng cố là các mô hình, các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Minh trong 6 tháng đầu năm so với lại 6 tháng đầu cùng kỳ năm 2023 là nó giảm về các số vụ, số người, đối với là về cái lĩnh vực là an toàn giao thông. Còn đối với là cái tội phạm về trật tự xã hội cũng được là kiềm chế và kéo giảm, giảm là 2 vụ so với năm 6 tháng đầu năm 2023. Đảm bảo thực hiện duy trì các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, xã Bình Minh tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã phải hoàn thiện 3 nhóm tiêu chí bao gồm thu nhập bình quân đầu người, có ít nhất một ấp thông minh và lựa chọn lĩnh vực kiểu mẫu. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Để đạt được tiêu chí này, địa phương đã tích cực triển khai các chương trình vay vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu bền vững. 2023 thì tiêu chí thu nhập nông thôn mới của Bình Minh đó là 77,86 triệu đồng trong năm 23. Thì năm 2024 thì nó phải lớn hơn là 92,40 triệu đồng. Thì qua kết quả điều tra ban đầu thì cũng còn đang chờ cái cục thống kê, chi cục thống kê xác nhận thẩm định. Thì hiện tại là Bình Minh là đạt là 95 triệu 410 ngàn đồng người trên năm. Về phấn đấu cái thu nhập bình quân đầu người thì cái phương hướng thì theo nông nghiệp á, có khả năng thì chuyển đổi sang cái công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, thì làm sao 100% cái lao động là trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định tại địa phương, bên cạnh cái để tranh thủ cái sự hỗ trợ quan tâm của ngân hàng chính sách bằng giải ngân các chương trình mà cái mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm
nâng cao các cái lớp đào tạo dạy nghề nông thôn, quan tâm các đối tượng khó khăn, tạo điều kiện cho họ vươn lên và nâng dần cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nâng cao thu nhập của người dân. Để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đòi hỏi địa phương cần phải có một thôn thông minh, bao hàm đủ các điều kiện, có hạ tầng mạng Internet băng rộng, cáp quang phủ sóng trên 80% hộ gia đình, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G đạt 100%, có mạng Wi-Fi miễn phí tại nhà dân hóa thôn hơn 90%, người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt hơn 70%, người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử. Qua khảo sát thực tế, xã có 2.782 trên 3.045 người trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh, đạt 91,36%. Xã có 2.473 trên 2.473 hộ gia đình xem truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet đạt 100%. Có 100% số ấp trong xã có hộ gia đình thu xem được một trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet. Xã có 2.473 trên 2.473 hộ gia đình xem truyền hình vệ tinh cáp số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 50%. Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trên phần mềm một cửa 1.176 trên 1.188 hồ sơ đạt 98,98%. Về thiết chế, xã đã thực hiện hoàn thành. Ủy ban xã Hành Minh cũng tổ chức triển khai ráo riết kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phân công phân nhiệm đến từng cán bộ công chức thành viên ban chỉ đạo để tập trung thực hiện các tiêu chí quan trọng như cái điều tra thu nhập, xây dựng ấp thông minh, và xã tổng chọn tiêu chí 5 về truyền thông, thông tin truyền thông để mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó thì cái cũng đã phối hợp với sở truyền thông thông và cái sở công thương để cái tập huấn tổng cộng là 64 cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn để về cái giới thiệu cái quảng bá kinh doanh cái hình ảnh mình ở trên cái sàn thương mại điện tử để cho người dân và cái doanh nghiệp là người ta cái biết quảng bá giới thiệu cái hình ảnh của mình để mà phát triển kinh doanh theo cái chiều hướng mới. Xã Bình Minh chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Do đó, từ đầu năm 2024, xác định trọng tâm, phương hướng, từ đó đề xuất triển khai phù hợp với tình hình địa phương. Bên cạnh tập trung xây dựng chính quyền số và kinh tế số, thì yêu cầu xây dựng xã hội số cũng được quan tâm. Với yêu cầu tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử lớn hơn hoặc bằng 50%, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử lớn hơn hoặc bằng 70%, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Viettel Tây Ninh, thực hiện tạo tài khoản thanh toán cho người dân tại địa phương. Để người dân không có tốn thời gian vào với một cái chiếc điện thoại thì người dân cũng có thể là thanh toán các dịch vụ thiết yếu như là tiền điện, tiền nước, tiền học phí và mua hàng hóa và các dịch vụ khác. Ngoài ra thì Đoàn Thanh niên có thành lập một cái tổ công nghệ số cộng đồng và phối hợp cùng với các app là tuyên truyền và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến trên cái cổng dịch vụ công quốc gia cũng như là mạng xã hội Zalo. Ngoài ra thì Đoàn Thanh niên cũng có phối hợp với các đoàn thể là trồng cái tuyến đường hoa tại hẻm 82 ấp Đồng Cỏ Đỏ, và qua các ngày chủ nhật xanh thì Đoàn Thanh niên cũng có là đi chăm sóc và dọn dẹp, phát quang các tuyến đường cũng như là các tuyến đường hoa trên địa bàn xã. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là hướng đến người dân thụ hưởng và người dân chung sức cùng địa phương thực hiện các tiêu chí. Do đó, mức độ hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương là vô cùng quan trọng. Theo khảo sát vừa qua của xã Bình Minh, 100% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tôi nhận thấy là xây dựng xã nông thôn mới ở xã Bình Minh mình rất đổi mới. Là có nhiều phong trào như là chính quyền vận động nhân dân đóng góp tiền
để xây dựng. Cô thấy hạ tầng thì rất tốt, vui chơi trẻ em rất là hài lòng. Thì dưới mức độ là một người dân thì về địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu này thì người dân rất hài lòng. Về coi là trường trạm cũng gì cũng là thơ mới hết, thì bà con cũng phấn khởi dữ lắm. Rồi cũng rất là hài lòng những cái tiêu chí mở xã đưa ra làm ra nè. Thì coi như là những cái tiêu chí trên đưa xuống gì thì bà con mình hả đưa xuống gì thì mình phải đóng góp với cùng với địa phương. Như là như những cái dịch vụ dân chơi nè, cũng người dân cũng đóng góp vô đang làm đó. Cho em bé rồi nó có chỗ rồi nó chiều ra thể dục thể độ ở đây, thể dục thể thao nè. Thì cũng đóng dân đóng góp vô, nói chung là dân đóng góp nhiều. Bằng sự quyết tâm, cố gắng, sự đồng thuận của người dân địa phương cùng nền tảng vững chắc có được từ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Bình Minh đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra. Trong 3 tháng cuối năm 2024, chính quyền xã Bình Minh tiếp tục theo sát, đề ra phương hướng nhiệm vụ để chắc chắn thực hiện xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Theo đó, tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến trong nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mục đích ý nghĩa của chương trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của nhân dân, ý thức tự giác trong phối hợp thực hiện các nội dung nông thôn mới, đặc biệt là các nội dung phụ thuộc vào người dân như tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán trực tuyến, tỷ lệ thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính, y tế, trường học, việc người dân lập hồ sơ sức khỏe điện tử, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đăng ký cấp tài khoản ngân hàng cho người trưởng thành trên địa bàn xã để tăng số lượng người có tài khoản thanh toán điện tử, điều tra số lượng người đã có tài khoản ngân hàng để nâng cao tỷ lệ, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, kỹ năng quảng bá, giới thiệu, kinh doanh, mua bán các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, các nền tảng Zalo, Facebook, YouTube, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, thanh toán trực tuyến cho hộ sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo quy định. Hiện tại, tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Minh cơ bản hoàn thành. Các chỉ tiêu qua tự đánh giá, ra soát đạt. Xã đang hoàn chỉnh hồ sơ, nộp về các đơn vị chức năng để tiến hành điều tra, đánh giá trong thời gian tới để kịp tiến độ mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, từ những kết quả khả quan đã đạt được cũng như phương hướng đã đề ra, trong 3 tháng còn lại của năm 2024, tin chắc rằng chính quyền và nhân dân xã Bình Minh sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra xây dựng xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.